Bạn không biết mua ngọc ở đâu, bạn không biết mua vàng ở đâu, hãy truy cập ngay vangoc.vn, trang web bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Các bạn hãy chọn một cần mua, đó là mua ngọc và mua vàng, rồi bấm vào dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua nha. Ok, chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì sau một ngày vắng bóng, không làm clip sơ ạc thì có nhiều bạn hóng quá. Thì ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại làm clip sơ ạc nha em nhé. Ok, thì đầu video bạn là cần mua hoặc bán ạc cho mình thì liệu có Zalo 0166 410 2943 bán thì các bạn sâu bản cộng kết bạn, còn mua nhớ các mã số nhá. Và mình thường sơ ạc lúc 11 đến 12 giờ trưa, cho nên bạn nào cần mua thì nhớ cái khung giờ đấy nhá. Và bây giờ mình quyết định là mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình sẽ sâu từ 3 đến 5 mặt cho anh em là muốn mua đó, cho nên bạn nào cần mua thì có thể là xem nhá. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo nhận video mới nhất từ mình. Ok, cảm ơn em rất nhiều luôn. Thì con lạc này mã số của nó là 395 nha anh em nhá, 395. Con lạc ở bên xe 3 là mặt Lamex, số mệnh 15 tỷ nha em nhá. Nhiệm vụ tiêu diệt số 3 số 4, hiện tại dư 6 triệu vàng đồi như hình em ơi. Đấy, như hình thôi. Và một số đồ nữa, tiềm năng thì của 15 tỷ rất ok. Và hiện tại còn dư là 4 tỷ 6 tiềm năng nữa. Và liên hoàn 14% nha em nhá. Skill như hình, liên hoàn 7 luôn. Ok. Tài khoản full áo, đệ thì con đệ tay ra và Kamijoko nha em nhá. Ok, thì con nào cả mã số đó là 395 CR3, giá là 270k cạc nha em nhá. Ok, anh em mua liên hệ mình. Rồi, mình sẽ chuyển tiếp một hai con lạc nữa để cho anh em xem tham khảo. Ok. Ok, tiếp theo con lạc mã số 396. 396 con lạc ở bên xe mà hai anh em nhá, là mặt trái đất sức mạnh 4 tỷ 8, nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đội trưởng này. Đồ đến như hình anh em nhá, tặng hết đồ luôn. Nói chung là có đồ gì thì mình sẽ để trong lạc nguyên, tại vì mình có lấy làm gì đâu đúng không? Đấy. Ok. Tiềm năng thì của 4 tỷ 8 khá là ok rồi. Và có dịch chuyển tức thời luôn nha em nhé. Ok, đệ thì xem nào. Đệ con đệ cùng hệ và chiêu nào. Chiêu Masetko nha em nhé. Ok, thì con nào có mã số của nó là 396 CV2, giá của nó là 180k thì cáo suất rẻ nhé. K thì cáo suất rẻ. Đó thì anh em mua lên hệ mình. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển tiếp qua tiếp theo đây. Ok anh em, thì có một số bạn cứ bảo là anh bị sâu hoặc 50k, thì đây đây là một con đặc 50k anh em nhá. Thì nó sẽ có những cái gì? Ok, thì đầu tiên sức mạnh 3 tỷ nhá, đồ thì như hình. Ok, đồ như hình nhá. Đồ hút thôi, nói chung không có gì nhiều đó. Có găng găng này nữa này. Skill thì của 3 tỷ cũng khá là ok rồi đó. Thì đệ tử trong có không có đệ tử nhá, thì mình nói thẳng với em luôn là tiền nào của đấy mà, chứ không phải là cứ phải ặc rẻ xong rồi phải có nhiều thứ. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Ok, thì nó là cái giá của nó là 50k là khá là hợp lý rồi. Em mua liên hệ mình nhá, mã này mã số của nó là 397 xe 1, giá là 50k anh em nhá. Đó, anh em mua liên hệ mình. Ok, bây giờ mình chuyển tiếp con nạc tiếp theo đây. Ok. Ok anh em, thì con nạc cuối cùng mã số 398 nhá. Con nạc này bên xe 1 đó thì là mặt trái đất sức mạnh 260 triệu nhá. Ok, có bông tai. Đó, tiềm năng thì như hình. Đó, có skill và có dịch chuyển tức thời 5 nhá. Ok. Đó, skill như hình thôi. Thì con nạc này giá mã số 398 xe 1 giá của nó là 200 250k cạc nha em nhé, 250k thôi. Đó, thì em mua liên hệ mình. Nói chung là với một con nặng giá 250k thì có bông tai là một chuyện rất là dễ dàng và đơn giản thôi. Ok, thì nói chung là hôm nay mình chỉ show cho anh em mấy nặng thôi nhỉ. Thì hôm nay mình chỉ show cho anh em 4 nặng thôi. Thì nói chung cảm ơn đã xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhá. Ok, bye.